tiền bằng cách chuyển qr code đấy, giờ điện thoại scan cái là chuyển tiền là một. Cái thứ hai là ông công an ông đi kiểm tra đột xuất, ông có ứng dụng riêng, ông scan ông thấy ừ thằng này đăng ký rồi, được đăng ký là văn mày rồi. Rồi cái thứ ba nữa là kiểm soát hết, mày một ngày thu nhập bao nhiêu, thằng nào cứ 100 triệu là gõ đầu nộp thuế. Không, chẳng phải nộp thuế thì mà tao sung thằng khác nó dàn lại chứ, bây giờ ăn mày kiểu 10 triệu 100 triệu ấy chứ. Thực ra bọn nó buồn cười lắm, ban ngày nó ăn mặc quần áo rách dưới xong nó bôi bẩn vào đấy, xong nó le lết, xong nó thậm chí nó kiếm đứa trẻ con nó bôi bẩn thỉu vào, xong nó ăn xin tối về nó ăn mặc quần áo vảnh bao, nó đi uống bia hơi đấy. Thế cái gì nó làm bọn đường nó kiếm hơi bị nhiều ấy, kiếm hơn cái đường trước phố nhiều. Đường phố nó nhếch nhác mà tại sao lại phường với lại huyện biết như thế mà cứ để làm ngơ, thì bọn phường cũng có phần trong đấy. Thế bây giờ là tiền chuyển qua một cái tài khoản như thế thì ăn mày ăn xin đỡ ôm tiền, đỡ bị ăn đòn. Chứ cầm nhiều tiền là thành ăn đòn chứ không phải ăn mày thế đâu. Mình nghĩ cái bọn ăn mày nó cũng có bọn đấu vẻ nó bảo kê ấy. Thì đúng rồi ạ. Chừng có là nó cũng bị cướp lại ấy chứ. Bọn nó đều phải cắt phần cho bọn mà ấy hết thôi. Thì cái đấy con thấy đây là nó lại thành tệ nạn không? Mà nó bảo thế bây giờ nhận tiền ở đâu, bảo nhận tiền thì ra phường mà nhận tiền, chuyển về tài khoản của phường. Còn phường mà có linh tinh gì thì nó đều có ghi số ở đấy hết rồi. Nói ít nhất nó cũng có theo dõi giao dịch rồi, hoặc là nó sẽ có những cái trạm, những cái điểm, nó như kiểu điểm bán thẻ điện thoại ấy. Đấy, theo cái tư tưởng của bác Hùng kia là mobile money đấy. Bây giờ thằng mà cái QR đấy thì in ra dễ không gì đâu. Bác Hùng bác cứ vận động làm cái mobile money để dân mình tiến đến là thanh toán tiền mặt. Đấy là cái ấp ủ lớn nhất của bác ấy khi mà bác ấy lên bộ trưởng. Bác ấy đồng ý sang làm bộ trưởng, nhưng còn không thì bác cứ ở Viettel cho sướng. Còn quái gì. Cái ông Hùng ấy thì ông rất là năng động, có nhiều ý tưởng giống anh bác Trần Tuấn. Nhưng mà phải nhiều cái ông cũng hơi liều. Người ta cũng quản lý đường treo từ bé tí lên rất là siêu. Tất nhiên là muốn làm được thì cũng phải có cái máu liều, phải có cái sự hỗ trợ của chính trị. Chứ nếu không ở Việt Nam này thì không làm được cái gì hết. Nếu theo đúng luật thì là không làm được. Nhưng mà ông cũng phải nói năng nó vừa phải thôi. Chứ nói quá là bọn dư luận bây giờ nó cứ để ý từng câu từng chữ mà. Nó cắt trên, cắt dưới xong nó trích dẫn linh tinh là ông ăn đòn đi. Không muốn nói chuyện nó cảm thấy là bác ấy hơi bực mình với Facebook, với Google. Nó từ chối luôn là nó không đặt luật ngoài là thế, tao không tuân thủ. Không phải các nước nó cũng thế, chịu chứ làm nào được các người. Đấy. Nếu Việt Nam mình với Trung Quốc là thế chứ. Nên là bác ấy cũng không hài lòng với bọn đấy. Nên nó ngông nghênh quá. Bông ơi. Dạ. Chuẩn bị vào đường cao tốc đi thôi. Bực. Nhưng mà là đấy là một cái, thứ hai là cũng phải đôi lúc cũng đấy trong chính trị mà lấy lòng một mày một kia nữa. Nên đánh phát biểu của bạn ấy. Thực ra là một cái mạng xã hội đơn giản có khó gì đâu, nhưng cái vấn đề có những người sử dụng hay không và cái mạng nó đủ mạnh đến đâu mới là vấn đề, chứ còn mạng xã hội thì cũng đơn giản nữa gì đâu. Phần mềm bây giờ với lại cái đầu óc bây giờ thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng cái mạng ấy nó cái khả năng của nó ứng dụng rồi là cái độ tiện
dụng sử dụng như thế nào là nó khác hẳn. Nói ông nội ơi, đùi này đi nhầm đường đùi kinh quá. Thì ông ơi, sợ là đi đường bây giờ là chạy một hơi. Nhưng mà ông lùi quá nguy hiểm. Tức là người ta bảo rằng Facebook vẫn được sử dụng ở Việt Nam đúng không? Đấy, thì bác Hùng mới nói câu đấy là muốn cho rằng là bác cái mạnh quá, bác nói giống kiểu bác Trần Tuấn ấy, nói không có đường lui, anh không lưỡng, bởi vì anh đang nói chuyện là nói chuyện với công luận. Còn là đang quen phong cách của doanh nghiệp thôi. Phong cách của quân đội. Đường lui với thứ hai nữa, lúc này mình là bộ trưởng mất rồi, mình là quan chức của nhà nước rồi, mọi câu nói của mình đều bị phân tích mổ xẻ hết, mình phải cẩn thận.